Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ăn Xây Sống Khỏe. Và ngày hôm nay, Ăn Xây Sống Khỏe sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bánh trung thu đang được rất nhiều người ưa chuộng và sử dụng nhiều trong mỗi mùa trung thu về. Đó là bánh trung thu mini, một loại bánh với hình dáng bên ngoài nhỏ nhắn nhưng rất ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Đặc biệt, cách làm bánh trung thu này cũng vô cùng đơn giản. Chúng ta có thể tận dụng nồi chiên không dầu để có thể nướng những chiếc bánh trung thu đơn giản này. Hãy cùng vào bếp và thực hiện với Ăn Xây Sống Khỏe. Mình sẽ đi qua phần nguyên liệu để làm bánh trung thu mini này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị bột mì số 11. Các bạn sẽ chuẩn bị khoảng tầm 200g. Nguyên liệu tiếp theo mình sử dụng là nước đường bánh nướng. Thì các bạn chuẩn bị 125g hay là 125ml. Tiếp theo mình sẽ sử dụng tới một lòng đỏ trứng gà. Tiếp đến sẽ là 30g dầu ăn. Và để làm cho cái hương vị bánh của chúng ta thơm hơn thì mình sẽ cần chuẩn bị thêm bơ đậu phộng mịn. Bơ đậu phộng mịn thì nổi tiếng nhất là bơ của Golden Farm. Các bạn có thể dễ dàng mua bơ này, mua nước đường, bánh nướng hay là bột ở những cửa hàng làm bánh, họ có bán rất là nhiều. Tiếp theo nữa là phần nhân bánh thì mình đã chuẩn bị những loại nhân sẵn rồi. Các bạn có thể sử dụng là nhân thập cẩm, trà xanh hay là đậu đỏ. Ở đây mình sẽ sử dụng là đậu xanh. Tiếp theo là về phần khuôn bánh thì ở đây mình sẽ sử dụng tận dụng những cái khuôn ép cơn với những hình như là thỏ này, cá. Đây là những cái khuôn ép cơm mà đối với những nhà mà có trẻ em thì thường rất hay là sử dụng. Những cái khuôn ép cơm nó nhỏ mini như thế này thì nó có thể tạo ra những cái hình thù rất là đáng yêu. Và trên đây là những nguyên liệu mà mình cần chuẩn bị để làm bánh trung thu mini. Và tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang công đoạn sơ chế các nguyên liệu. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ cho phần nước đường bánh nướng này, dầu ăn, trứng gà vào và bơ. Mình sẽ tiến hành là trộn thật đều cái phần hỗn hợp này để các nguyên liệu sẽ hòa quyện với nhau. Các bạn có thể sử dụng phới lồng mà mình sẽ đánh để cho cái phần hỗn hợp này nó sẽ hòa quyện với nhau. Sau khi mà các nguyên liệu đã hòa trộn lại với nhau rồi thì mình sẽ cho tới phần bột. Bột thì các bạn có thể sử dụng một chiếc rây. Mình sẽ lọc phần bột qua cái rây này thì cái bột chúng ta sẽ mịn hơn. Chúng ta cứ cho lần lượt như vậy bột vào trong hỗn hợp nước ban đầu. Đó, sau đó thì mình sẽ tiến hành là trộn đều phần hỗn hợp nước cũng như là bột với nhau. Mình sẽ dùng tay và nhào cho phần hỗn hợp chúng ta sẽ mịn mượt. Các bạn chú ý là không nên nhào quá lâu thì bột của chúng ta có thể sẽ bị chai. Sau khi mà đã nhào được cái phần hỗn hợp mà mịn mượt này rồi thì mình sẽ để cho cái phần bột này nghỉ khoảng tầm 10 đến 15 phút. Đối với phần nhân thì các bạn sẽ chia khoảng tầm 17g cho một phần nhân.
Phần vỏ bánh sau khi mà đã để bột nghỉ rồi, mình sẽ chia phần vỏ bánh là khoảng 24g cho một vỏ bánh, tức là 24g cho một vỏ bánh và 17g cho phần nhân. Cái phần khuôn ép của chúng ta nó không phải là khuôn lò xo, chính vì thế mà chúng ta sẽ cần phải rắc vào đây áo một lớp bột, thì để khi mà mình đóng bánh nó sẽ dễ lấy ra khỏi khuôn hơn. Sau khi mà đã chia cái khối lượng phần vỏ bánh như vậy rồi, mình sẽ lấy phần vỏ bánh ra và mình sẽ dàn mỏng. Bởi vì cái phần vỏ bánh nó không quá to nên chúng ta có thể dàn mỏng bằng tay. Còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng cán bột để dàn mỏng. Đó, sau đó thì mình sẽ đặt nhân đậu xanh vào giữa và mình sẽ vo tròn lại. Sau khi mà đã viên bột bánh rồi thì mình sẽ tiến hành là cho cái phần viên bột này của chúng ta vào trong khuôn ép và mình sẽ nhấn xuống để tạo hình. Các bạn để gõ nhẹ để cho phần bánh sẽ rời ra khỏi khuôn. Mình sẽ lót một cái giấy nến ở bên dưới phần bánh này. Tương tự mình cũng sẽ thực hiện như vậy cho tới các khuôn khác, cho tới khi hết phần bột. Và để nồi chiên không dầu của chúng ta hoạt động tốt hơn khi nướng thì các bạn cần phải làm nóng nồi trước khoảng tầm 180 độ trong vòng 10 phút để cái phần nồi chiên không dầu sẽ đều nhiệt hơn, thì khi chúng ta nướng bánh nó sẽ chín đều. Sau khi mà đã làm nóng nồi xong rồi thì mình sẽ tiến hành xếp phần bánh trung thu của chúng ta vào trong nồi chiên không dầu để chúng ta sẽ tiến hành nướng. Những chiếc bánh mini này cũng sẽ rất nhanh chín thôi. Mình sẽ xét nhiệt 150 độ ở 5 phút ở lần nướng lần 1. Mình nướng như vậy thì cái lúc đó bánh của chúng ta nó sẽ chín chưa quá là vàng mà nó sẽ xe lại cái mặt bánh. Sau khi mà đã nướng xong lần 1 rồi thì mình sẽ phết lên đây một lớp lòng đỏ trứng gà cùng với nước đường để cho phần bánh của chúng ta sẽ vàng và bóng hơn. Mình sẽ tiếp tục nướng ở 150 độ 5 phút tiếp theo. Và thường thường nồi chiên không dầu thì nó sẽ không chín đều được cái mặt phần dưới nên mình sẽ cần phải lật mặt bánh lên. Và mình sẽ có lần nướng lần thứ 3, tức là mình sẽ nướng cũng vẫn sẽ ở 150 độ 5 phút nữa để cái phần bên dưới của cái phần bánh sẽ chín đều hơn. Như vậy là bánh của chúng ta đã chín rồi, các bạn có thể lấy ra và để nguội. Bánh của chúng ta để khoảng 1 ngày thì sẽ lên màu đẹp và bánh cũng mềm ra khi mà lượng dầu sẽ thấm đều ra vỏ bánh.
mùa bánh trung thu năm nay đã đến và thay vì làm các loại bánh có hình dáng truyền thống thì các bạn có thể trổ tài làm cho những bé yêu của gia đình mình những chiếc bánh nướng có hình thù ngộ nghĩnh. Bằng những chiếc khuôn ép cơm hình cá, gấu, thỏ, ô tô thì có thể sẽ tạo nên những chiếc bánh nhỏ xinh khiến các bé của gia đình mình thích mê, và đặc biệt bánh mềm, thơm, đặc biệt là những chiếc bánh nhỏ xinh vẫn đủ được cái độ mềm, thơm, ngọt vừa phải. Và trên đây là cách làm bánh trung thu mini rất đơn giản và thơm ngon cho bé yêu của gia đình bạn. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công và ngon miệng.